Kính chào quý chị, chúc quý chị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc cuộc sống. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin thời sự buổi sáng trên kênh NL34. Bản tin sáng nay ngày 2 tháng 1 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng phát huy truyền thống đơn vị quyết thắng. Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang những loại cây trồng khác, hướng đi của ngành nông nghiệp miền Bắc. Phần tin quốc tế, dự báo năm 2017, Nga cải thiện vị thế trên trường quốc tế. Đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Long An đã có buổi làm việc với thành phố Tân An về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016. Trong năm 2016, thành phố Tân An đã chọn đơn vị phường 3 làm điểm thực hiện mô hình 3 của dự án 4, chương trình quốc gia về bình đẳng giới, thực hiện mô hình sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới ở phường Tân Khánh. Đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, các ngành, các tổ chức đoàn thể thành phố đã phối hợp thực hiện các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em như chăm sóc sức khỏe trẻ em, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phổ cập giáo dục, chăm sóc và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trẻ em khuyết tật. Năm 2016, thành phố có 14 trên 14 xã phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em. Kết luận buổi làm việc với thành phố Tân An, đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao công tác trẻ em gia đình trên địa bàn thành phố, đồng thời lưu ý về tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức chênh lệch cao 118 nam trên 100 nữ. Trường hợp sinh con thứ ba vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng đóng quân trên địa bàn xã biên giới Hưng Điền B làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên trên tuyến đầu biên giới. Thời gian qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, phức tạp, nhưng đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống của đơn vị quyết thắng nhiều năm liền. Thời gian qua, đơn vị luôn làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được đơn vị triển khai sâu rộng. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, tác phong quân nhân, tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng có một kế hoạch tác chiến, và đặc biệt trung đội của tôi là trung đội trực chiến của đơn vị thì chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tác chiến tại chỗ và báo động hành quân di chuyển cơ động chi viện khi có tình huống xảy ra. Và đơn vị đã giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chấp hành nghiêm mệnh lệnh, mọi chỉ thị của cấp trên. Chúng tôi luôn ý thức được rằng phải chấp hành nghiêm các chỉ thị quy định của đơn vị, và qua đó chỉ huy các cấp của đơn vị đã quán triệt thường xuyên cho chúng tôi các nội dung về chỉ thị của cấp trên như chỉ thị 333 của Bộ Tư lệnh Quân khu, và chúng tôi cũng ý thức để chấp hành nghiêm những chỉ thị đó. Bên cạnh đó, Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng cũng triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Đại đội bộ binh huyện đã đầu tư gần 22 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng cảnh quan môi trường. Ngoài giờ huấn luyện, cán bộ chiến sĩ còn tăng ca sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,7% trở lên. Công tác dân vận cũng được đơn vị chú trọng thực hiện. Trong năm 2016, Đại đội bộ binh huyện đã tham gia xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giúp dân những khi có khổ sự, nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo. Ở xóm huyện đây nè, có ai có công việc gì mà kẹt công như phải cấy mạ đồ này kia, sắp mạ thì cũng nhờ anh em gia tiếp. Nói chung là cái tình của đại đội bộ binh ở đây rất là gắn bó với nông dân tụi tôi, với bà con láng giềng. Với những thành tích đạt được từ năm 2012-2014, Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng được quân khu tặng bằng khen đơn vị quyết thắng. Năm 2015-2016 được khen tặng là đơn vị tiên tiến. Ngoài ra, trong năm 2013, đơn vị còn nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng nhiều bằng khen giấy khen các cấp vì đạt thành tích tốt trong tham gia các hội thi, hội thao. Ngoài ra, có nhiều cá nhân trong đơn vị cũng được tuyên dương khen thưởng các cấp, được công nhận danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Như là tiếp tục là giữ vững đơn vị quyết thắng trong thời gian tới. Thứ nhất là cái về phải tăng cường và duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cái thứ hai
là tiếp tục quán triệt và thực hiện cái nghiêm cái nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương ngày 29 tháng 12 năm 2003 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, và các cái chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của quân khu, của Bộ Chỉ huy tỉnh về cái công tác huấn luyện. Cái thứ ba, tất nhiên là cái phải duy trì nghiêm cái chế độ là quản lý, là cái kỷ luật. Với sức trẻ, nhiệt huyết cùng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, tin rằng đại đội bộ binh huyện Tân Hưng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới trong công tác giữ gìn trật tự, bình yên trên tuyến đầu biên giới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân vùng biên giới. Tiếp tục bản tin thời sự sáng nay sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa vừa giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề án đi làm lệch ca lệch giờ để kéo giảm tình trạng kẹt xe trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Văn Khoa đánh giá tình trạng ùn tắc hiện rất nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với nhiều chương trình khác, lệch ca lệch giờ là một trong những giải pháp cấp bách trong năm 2017. Chủ trương học lệch giờ, làm lệch ca đã được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu từ năm 2001. Theo đó, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, kể cả bộ phận thực hiện dịch vụ hành chính công, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố đều bắt đầu làm từ 7 giờ 30 hoặc 8 giờ, kết thúc lúc 16 giờ, 16 giờ 30 hoặc 17 giờ. Tuy nhiên, đề án đã không được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Đến năm 2009, một lần nữa Thành phố Hồ Chí Minh lại nhắc đến giải pháp lệch ca lệch giờ, đề xuất nên thực hiện với khối hành chính sự nghiệp. Và đề xuất lệch ca lệch giờ này một lần nữa không được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nên thay vì ổn định đất lúa, ngành nông nghiệp có chủ trương khuyến khích chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang những loại cây trồng khác. Và diện tích lúa đang có xu hướng giảm nhanh trong những vụ gần đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vụ mùa năm 2016, năng suất lúa trung bình các tỉnh phía Bắc ước đạt 50,5 tạ một hecta. Riêng vùng đồng bằng sông Hồng, năng suất giảm 0,6 tạ một hecta do ảnh hưởng bất thường của mưa bão. Bên cạnh những nỗ lực duy trì năng suất lúa trước thời tiết bất thuận, vụ mùa năm 2016, xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nhất là chuyển đổi đất lúa sang các loại cây trồng khác đang diễn ra khá nhanh và biểu hiện rõ ở vụ đông xuân này. Thì cái diện tích trồng lúa ở cái vụ xuân các tỉnh phía Bắc thì theo kế hoạch là nó có giảm, nhưng mà cái sản lượng thì theo đó là cũng giảm đi. Thì cái sản lượng, với cái sản lượng nó giảm đi, nhưng mà vấn đề đây là tính toán để chúng ta đảm bảo được cái an ninh lương thực chỉ là một phần, nhưng cái lương thực sẽ được thay thế bằng các cái sản phẩm có giá trị cao như là rau, sữa, thịt vân vân, thì cái an ninh dinh dưỡng có thể đảm bảo tốt hơn. Cụ thể, toàn miền Bắc đã giảm khoảng 13.000 hectare lúa so với vụ mùa năm 2015. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng giảm mạnh nhất với trên 9.000 hectare, vùng Bắc Trung Bộ giảm khoảng 2.000 hectare và trung du miền núi phía Bắc giảm khoảng 4.000 hectare. Tính chung cả năm 2016, toàn miền Bắc đã rút bớt và chuyển đổi hơn 24,5 ngàn hectare đất lúa sang cây trồng khác, tốc độ giảm diện tích lúa nhanh hơn so với năm 2015 khoảng 5.000 hectare. Trong đề án tái cấu ngành nông nghiệp á, thì chúng ta đã là gọi là chúng ta sử dụng linh hoạt 3,8 triệu hecta lúa đất trồng lúa, tức là trong cái điều kiện cụ thể thì tùy theo chúng ta có thể vẫn là chuyển đổi được một phần cái đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nhưng mà một khi cần sản xuất lúa gạo chúng ta vẫn quay về trồng lúa được. Thì đây là những cái một cái định hướng như thế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc chuyển đổi cần tính tới sự thay đổi về sản lượng, năng suất lúa và xa hơn là an ninh lương thực. Cụ thể, vụ đông xuân 2016-2017, toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy khoảng 1,1 triệu hecta lúa, giảm khoảng 18.000 hecta, và như thế, sản lượng lúa toàn miền Bắc sẽ giảm khoảng 93.000 tấn so với vụ đông xuân trước. Việt Nam là một trong những nôi của cái ngành sản xuất lúa gạo, và đây chính là cái nền cái nôi của nền văn hóa lúa nước. Đấy, thì đã là lợi thế thì đây là cái định hướng chúng ta nên phát triển. Tuy nhiên ấy, cái quy mô phát triển như thế nào và cái cách thức để phát triển như thế nào thì là cái mà chúng ta tiếp tục phải điều chỉnh trong cái xu thế hội nhập, đưa lúa
đa canh hơn với các cây trồng vật nuôi khác và chuyển từ cái sản xuất với năng suất cao, sản lượng lớn, giá thấp đưa vào cái thị trường dễ tính sang thành cái lúa là chất lượng cao, sạch đi vào những thị trường khó tính để chúng ta có cái giá mua là cao hơn. Cũng theo các chuyên gia, thực hiện việc chuyển đổi từ đất lúa ở vùng khó canh tác sang các loại rau màu là cần thiết, nhưng phải gắn chặt với đảm bảo khả năng tiêu thụ, gắn với cơ giới hóa và phải khẳng định được hiệu quả cao hơn trồng lúa. Khoa nội cơ xương khớp bệnh viện Chợ Rẫy vừa chẩn đoán và điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc chứng bệnh nhuyễn xương do khối u gây nên. Được biết đây là ca bệnh nhuyễn xương đầu tiên ghi nhận tại nước ta. Khởi phát bệnh từ cuối năm 2012, bệnh nhân nữ này đã chạy chữa nhiều nơi, thậm chí sang Singapore, nhưng vẫn không thể chẩn đoán đúng bệnh và điều trị khỏi. Sau khi khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy xác định đây là căn bệnh TIO, hay còn gọi là u gây bệnh nhuyễn xương. Đây là một cái trường hợp bệnh nhuyễn xương gây ra bởi một cái u rất là nhỏ, lành tính, nó ở đâu đó trong cơ thể của mình. Và nó tiết ra một cái chất là nó gây rối loạn cái chuyển hóa phốt pho và canxi, vitamin D trong máu và từ đó nó gây ra cái bệnh nhuyễn xương và cực kỳ hiếm gặp và cái phương pháp điều trị nó cũng rất là đặc biệt. Sau khi đến khám và điều trị tại khoa nội cơ xương khớp từ tháng 6 năm 2016 cho đến nay thì bệnh nhân đã hồi phục và đi lại sinh hoạt gần như bình thường. Trước đó, bệnh nhân đã có thời gian chỉ nằm một chỗ hoặc đi bằng xe lăn. Để điều trị bệnh triệt để, bệnh nhân còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật lấy u trong thời gian tới.